con đã hoàn thành tất cả công đức tu hành tích lũy cần thiết cho nước Phật tịnh độ trang nghiêm. Vậy ông nên tuyên nói đại nguyện của mình, để tất cả đại chúng cùng hoan hỷ, khiến cho hàng Bồ Tát sau khi nghe rồi có thể đi đến Phật quốc tịnh độ của ông, mãn nguyện, nguyện vọng giảng sanh tịnh thổ của tất cả chúng sanh. Dạ được, thưa Thế Tôn. Xin Thế Tôn rủ lòng từ bi nghe cho, con sẽ nói rõ các đại nguyện của mình. Khi con thành Phật, trong nước của con không có ba đường ác, là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Chúng sanh trong nước con sau khi mãn chung cũng sẽ không rơi vào tam ác đạo. Nếu như nguyện này không thành, con không thành Phật. Khi con thành Phật, nguyện cho tất cả chúng sanh trong Phật quốc tịnh độ đều có được thân tử ma chân kim không hư hoại, có đủ 32 tướng tốt, dung mạo hình sắc đều đoan chánh, thân tâm trong sạch như nhau. Nếu tướng mạo chúng sanh trong nước con có tốt xấu khác biệt, con không thành Phật. Khi con thành Phật, nguyện cho tất cả chúng sanh trong nước con cũng có được túc mạng thông, biết được tất cả việc quá khứ, hiện tại, vị lai trong vô lượng kiếp. Nguyện có được thiên nhãn thông, thấy được mười phương vô lượng các nước Phật. Nguyện được thiên nhĩ thông, nghe được chư Phật mười phương vô lượng thuyết pháp. Nguyện được tha tâm thông, biết được tâm niệm của chúng sanh trong mười phương vô lượng các cõi nước Phật. Nguyện có được thần túc thông, khởi một niệm ở trong một sát na liền vượt qua trăm ngàn vạn ức cõi Phật, được thần lực của Phật gia trì, có thể đi đến vô lượng các nước Phật cúng dường chư Phật. Nếu nguyện này không thành, con nguyện không thành Phật. Khi con thành Phật, trong nước của con sẽ không có khái niệm bất thiện. Tất cả chúng sanh đều có được tâm thanh tịnh, đắc được quả vị Bồ Tát Bất Thối Chuyển, có được chánh định. Nếu có người nào khởi lên vọng tưởng, tham chấp thân sau, tham chấp đố kỵ rơi vào trong phiền não, con không thành Phật. Khi con thành Phật, nguyện có ánh sáng vô lượng chiếu khắp mười phương vô lượng thế giới, thọ mạng của con vô lượng vô biên. Tất cả chúng sanh trong cõi nước con cũng có được thọ mạng vô lượng vô biên, trừ phi mong muốn giảm thọ, thọ mạng dài ngắn tự tại. Nếu nguyện này không thành, con không thành Phật. Khi con thành Phật, mười phương vô lượng thế giới chư Phật, nếu như không cùng nhau xưng tán danh hiệu con, xưng tán công đức tốt đẹp của con không thành Phật. Khi con thành Phật, chúng sanh ở mười phương thế giới với tâm chí thành, tin tưởng vui thích, đồng thời mong muốn được sanh về cõi nước con. Cho đến chỉ trong mười niệm, trừ những người phạm tội ngũ nghịch, phỉ báng Phật Pháp ra, nếu những chúng sanh này không thể vãng sanh,
con không thành Phật. Khi con thành Phật, chúng sanh ở mười phương thế giới nghe được danh hiệu con, chuyên tâm nhớ nghĩ đến nước con, phát Bồ Đề tâm, tu tất cả thiện pháp công đức, chí thành phát nguyện hồi hướng cầu sanh về nước con. Con cùng các vị Bồ Tát sẽ xuất hiện trước mặt người đó, tiếp dẫn giảng sanh. Nếu nguyện này không thành, con không thành Phật. Khi con thành Phật, tất cả chúng sanh vãng sanh về nước con nhất định sẽ thành Phật, trừ phi những người phát nguyện trở lại cứu độ tất cả chúng sanh, phát thể rộng lớn, tích lũy công đức, hành Bồ Tát đạo, cúng dường chư Phật Như Lai ở mười phương thế giới, giáo hóa chúng sanh giác ngộ chánh đạo, tu tập theo hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu nguyện này không thành, con không thành Phật. Khi con thành Phật, nguyện cho tất cả Bồ Tát trong nước con có được trí huệ biển tài vô ngại. Nếu nguyện này không thành, con không thành Phật. Con lập nguyện hơn đời, tức đến vô thượng đạo. Nếu nguyện này không thành, hề không thành chánh giác. Nguyện trong vô lượng kiếp, lại làm đại thí chủ, cứu khắp kẻ cùng khổ, hề không thành chánh giác. Nếu con thành Phật, danh hiệu khắp mười phương, nếu nơi nào không nghe thấy, hề không thành chánh giác. Ly dục sâu chánh niệm, tỉnh huệ tu phạm hạnh, chí cầu vô thượng tôn, làm thầy cả trời người, tức thành vô thượng chánh giác. Pháp Tạng Tỳ Kheo ở trước mặt thế gian tự tại Dương Như Lai phát xong những đại thể nguyện này, thì an trụ trong trí huệ chân thật, dũng mãnh tinh tấn, chuyên tâm tu hành. Nước Phật mà Ngài thành tựu rộng lớn vô cùng, có đầy đủ tất cả các tướng trang nghiêm, có thể khiến cho tất cả chúng sanh thành tựu công đức, vượt hẳn tất cả các nước tịnh độ khác, mà được xưng tụng là thù thắng bậc nhất.